Amy nghĩ rằng là không phải là do vấn đề có điều kiện đâu, mà là đó là mình rất có tâm trong từng sản phẩm và mình nghiêm túc với con đường nghệ thuật của mình. Và mỗi hình ảnh cũng như là mỗi những sản phẩm âm nhạc mình đưa ra khán giả thì mình cần phải trau chuốt nó, kỹ lưỡng nó hết nhất có thể để hình ảnh của mình luôn luôn để lại trong lòng khán giả. Về album đầu tay này thì Amy phải chia sẻ thật với mọi người rằng là My và cả ekip cực kỳ tâm huyết, cũng như là bỏ hết chất xám cũng như là công sức của Amy và cả ekip vào chiếc album đầu tay đầu tiên trong sự nghiệp này. Thì Amy rất là mong rằng là khi mà album Dreamy được ra mắt thì sẽ nhận được sự đón nhận từ tất cả những khán giả của những người yêu quý Amy. Cái nội dung của chiếc album này là câu chuyện về một cô gái yêu một chàng trai, và cái cảm xúc của cô ấy trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì lúc đầu thì là rất là bỡ ngỡ cũng như ngại ngùng, nhưng mà tiếp theo thì lại rất là chủ động trong chuyện tình cảm và vui vẻ hoạt náo hơn, và nó cũng không thiếu những cái như kiểu là sâu lắng trong tình cảm, rồi nhớ nhung, rồi giận hờn vu vơ. Thì đó chính là cung bậc cảm xúc của một cô gái trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Và hai bài hát trong album thì sẽ đại diện cho một mùa. Đó chính là cái mà Amy muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Chia sẻ với mọi người là Amy mới ra mắt được hơn một năm, có nghĩa là tính đến thời điểm này là một năm rưỡi. Amy muốn thay đổi mình cũng như là Amy muốn phá cách. Rất là nhiều ý tưởng trong đầu Amy, nhưng mà Amy nghĩ là thời điểm bây giờ, hình tượng của Amy đang muốn hướng tới đó chính là sự tích cực, sự trong trẻo, vô tư, hồn nhiên. Một cô Amy mà đem lại cho mọi người cái sự trong sáng, dễ thương, thì là cái hình tượng mà Amy đang muốn theo đuổi bây giờ. Và tất nhiên là trong album của Amy sẽ có một vài bài ballad mà khiến mọi người cảm nhận được hơn về giọng hát của Amy. Và một album thì sẽ nói lên hết cái màu sắc âm nhạc cũng như là về tính cách cũng như là cá tính trong âm nhạc của Amy. Thì Amy nghĩ rằng là một album sẽ minh chứng hết tất cả những điều đó. Amy thì cảm thấy mỗi bài hát nó lại có một màu sắc âm nhạc khác nhau, và kể cả những bài hát mới nhất như là Yêu Thì Yêu, Không Yêu Thì Yêu, nó cũng rất là khác và mới lạ hơn những bài trước đây mà Amy từng làm. Bởi vì là Amy không muốn an toàn, Amy muốn trở nên phá cách và Amy muốn thay đổi một chút và dám mạo hiểm một chút để bản thân Amy cũng như là hình ảnh của Amy được mọi người nhìn nhận theo nhiều cái hướng nhìn khác nhau. Amy rất là tự hào cũng như là Amy rất là hạnh phúc vì điều đó. Và bản thân Amy cũng nghĩ rằng là mình sẽ không ngừng cố gắng hàng ngày, rồi cũng như là theo thời gian mình sẽ phải làm những sản phẩm âm nhạc có giá trị tinh thần cực kỳ cao để có thể cống hiến đến tất cả các khán giả. Về album lần này thì Amy cũng thật ra là khi mà chưa ra mắt album Dream Amy mà Amy đã đạt lượng cái lượng pre-order nó rất là cao, cũng như là gần như là sold out hết tất cả những đĩa album vật lý rồi. Thế nên là Amy cảm thấy rất là hạnh phúc, và Amy cũng không nghĩ rằng là kiểu mình làm album mà mình lại nhận được cái sự đón nhận cũng như là tình yêu thương nhiều đến như thế. Cho nên là Amy nghĩ rằng là Amy sẽ làm hết sức có thể. Còn nếu mà album Dream Amy nó đạt được hiệu ứng như thế nào thì Amy nghĩ rằng là khán giả sẽ là người cảm nhận. Đây chính là dự án lớn nhất của Amy thời điểm này, và Amy hứa hẹn là những năm sau đấy Amy sẽ trở nên đa dạng hơn, nhiều màu sắc hơn, để cho những khán giả không bao giờ thất vọng về Amy cả.